Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Và mở đầu bản tin thời tiết ngày hôm nay sẽ là phần dự báo thủy văn hạn ngắn trên các lưu vực sông thuộc khu vực tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, trên khu vực sông Đà tại trạm Bắc Ma, mực nước dao động theo điều tiết từ Trung Quốc và thủy điện Lai Châu. Trên khu vực của sông Nậm Na tại trạm Nậm Giàng, mực nước biến đổi chậm theo điều tiết từ các thủy điện Nậm Na 3, thủy điện Lai Châu và thủy điện Sơn La. Trên sông Nậm Bum tại trạm Na Hừ, mực nước biến đổi chậm theo điều tiết từ các thủy điện nhỏ. Còn trên khu vực của sông Nậm Mu tại trạm Ta Gia, mực nước biến đổi chậm theo điều tiết từ các thủy điện Bản Chát, Hội Quảng và các thủy điện nhỏ trên suối Nậm Kim. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết trong toàn tỉnh Lai Châu trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 15 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi từ 13 đến 15 độ và độ ẩm từ 75 đến 95%. Và vào khoảng thời gian này thì sáng sớm có mưa mù lạnh nên nhiệt độ thấp, trưa chiều trời lại chuyển hửng nắng, nhiệt độ tăng dần. Quý vị khán giả chú ý là mặc quần áo bằng những cái chất liệu vải vừa ấm lại có thể thấm hút được mồ hôi như là cô tông, thun, nỉ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết nhiệt độ và độ ẩm cho các khu vực trong toàn tỉnh. Tại khu vực thành phố Lai Châu có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 đến 18 độ và độ ẩm từ 80 đến 95%. Tại huyện Mường Tè có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 23 độ và độ ẩm từ 80 đến 95%. Sìn Hồ tiếp tục là khu vực có nhiệt độ thấp nhất trong toàn tỉnh, nên nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 14 đến 17 độ và độ ẩm từ 80 đến 95%. Huyện Than Uyên có nhiệt độ từ 16 đến 21 độ và độ ẩm từ 75 đến 95%. Cùng đến với huyện Nậm Nhùn, tại đây có nhiệt độ từ 19 đến 23 độ và độ ẩm từ 80 đến 95%. Mời quý vị cùng đến với huyện Tam Đường, tại đây có nhiệt độ từ 16 đến 21 độ và độ ẩm từ 75 đến 95%. Và huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự, dao động trong khoảng 16 đến 21 độ và độ ẩm 75 đến 95%. Và cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ, tại đây có nhiệt độ từ 19 đến 23 độ và độ ẩm từ 80 đến 95%. Trên đây là phần dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trong toàn tỉnh Lai Châu trong đêm nay và ngày mai. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.